Rồi, chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay là thứ 6 ngày 15 tháng 4 năm 2022. Thì em lên một clip mới nhá. Thì hôm nay thì cũng như thường lệ thì đầu video thì cũng giới thiệu qua cho bác một số cái sản phẩm mới của ngày hôm nay. Hôm nay thì cũng xóm một số sản phẩm mới cho bác đây. Đó là những cái đầu Komatsu 26cc có đề nhá. Đấy, 26 đây. Hai con là có đề luôn. Đấy. Thì có một số cái đầu GX25 nhá, cũng mới về. GX25 hàng Thái nhá. Đấy. Thì vẫn thư như thường lệ thì cũng sẽ thanh lý cho bác lốt một số cái máy công suất lớn. Thì có con Mitsu T200, rồi là Komatsu, rồi là TL33 nhá. Đấy thì hôm nay thì có điều đặc biệt ngày hôm nay là em sẽ đi nói chung là hôm nay giá của những cái mặt hàng ngày hôm nay nó sẽ rất là rẻ. Bởi vì là em đang cần thanh lý để chuẩn bị là đón cái lô hàng mới. Đấy là vui vui mồm, thế là đặt là hơi bị nhiều. Thành ra là bây giờ là phải xả hàng nhá. Như vậy video hôm nay sẽ là video xả hàng cho bác. Với cái giá gần như là thấp nhất có thể nhá. Thấp nhất có thể. Giá là gần với giá bán lẻ, có nghĩa là gần với cả giá đổ buôn cho thợ nhá. Đấy. Chỉ gọi là như kiểu là thu hồi vốn về nhá, để lấy lô hàng mới, được chưa? Vì cho đặt là hơi nhiều. Đấy, chính xác là như vậy nhá. Đấy thì các bác có thể là chú ý theo dõi cái lô máy ngày hôm nay. Đấy, một số mặt hàng sẽ giảm giá rất là sâu luôn. Đấy thì giới thiệu qua cho bác cái bác nào mà muốn một cái máy cắt cỏ về để dùng mà có những cái diện tích vườn ít ấy, thì có thể là lựa chọn cái lô xa xa kìa. Thì em có đâu hơn chục con Talaka loại 20 22 24 nhá. Talaka đen. Đấy, cái dòng này thì ưu điểm của nó là nó sử dụng chế quan vừa dồn ne đỏ nhá. Rất là dễ dùng luôn, mà đồ đạc thay thế lại nhiều. Đấy, thì ví dụ bác thợ nào mà thấy cái lô này có thể là ưng ý, thì có thể là lấy cái lô này đi, em để cho giá rất là rẻ thôi. 700k một con. Đấy, 700k một con 24 nhá, 24-22. Hàng dọn nổ sẵn rồi. Đấy, được chưa? Rất là đẹp, sáng. 700k một con nhá. Đấy, còn nếu mà bán lẻ thì có thể là tầm 800 một con nhá. Thực ra thì giá nó cũng rất là sập sàn rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. 22 20 24. Mấy con 24 đấy, rất là sáng nhá. Đấy, nó có 10 con đấy. Thì em lấy ra đây khoảng tầm 8 con, được chưa? Thì còn cái lô đằng này thì cũng thanh lý nốt cho bác đi. Toàn là màu vàng cả nhá. Đấy. Toàn là màu vàng, thì trong đó thì có Robin này, có Mazu này, có TJ27 này, có Robin 26 này, ZUB này. Đấy. Được chưa? Thôi. Thì em cũng sẽ thì vẫn như thường lệ nhá. Để bác nào mua à đây em có một cái lô ZUB rất đẹp này. À, kia còn có hai con nữa kìa. Bên ngoài kia một con. Lô này tổng cộng là hơn chục con. Là toàn 26cc 34 ly hết. Đây. Đấy, cái lô này rất sáng. Tay cầm tay kiếc này nó đầy đủ hết đấy nha, chưa lắp thôi. Lô sáng. Đấy, bác thợ nào mà ưng cái lô này thì em để cho 1 triệu một cây nhá, dọn sẵn rồi. Đấy. Về bán tha hồ nãi nhá, 26cc hết. Được chưa? Ok. Rồi. Đến bác nào mua chè nhá, thì bên em lúc nào cũng có chè. Đấy, ngoài cái mặt hàng buôn bán máy thì mặt hàng buôn bán chè thì chính là gần như là mặt hàng chính nhá. Đây. Chè của địa phương em thì nó là giống chè tuyết thơm, uống rất là thơm ngon, xanh sạch. Chè thì đến tay các bác thì lúc nào bao cho các bác đó là chè mới. Đấy, chè mới này, và giá thì là thấp nhất trên thị trường. Đấy, vì địa phương em chính là địa phương trồng chè chính gốc luôn. Đấy, trồng chè thực chất rất lâu rồi. Đấy, thì chè em báo giá luôn là 140.000 trên một ký nhá. Giá này thì bằng với giá đầu buôn cho thợ nhá, để cho bác uống nhá. Chè lại còn mới nữa, nói chung là và chưa có phí ship nhá. Phí ship là 30k chưa. Rồi, ok nhá, bác cứ liên hệ đi, uống thử nhá. Không ngon thì thôi, mà ngon thì ta lại uống tiếp, được chưa? Không mất gì cả. Ok, thì bác mua chè cứ liên hệ với em theo hai số điện thoại đây, được chưa? Đấy, ok chưa? Rồi. Rồi, thì
Vẫn như thường lệ thì vẫn có một số cái mặt hàng mới về đây. Hàng chưa dọn nhá. Thì có về được thêm hai cái đầu này rất là ngon này, mới này. Đầu này là đầu Komatsu nhá, Komatsu Genmat Komatsu 26cc này. Đầu này có đề luôn nhá. Đấy. Đây. Đằng trước là pin đề này. Đấy. Ở đây là củ đề của nó này. Đấy. Như con này thì là rất đẹp, tung rời này, gắn vừa xỉ thuốc nhá. Đấy. Đây con này rất đẹp. Hàng này hàng chưa dọn nhá, về là chưa kịp dọn rửa gì đâu. Mới về chưa dọn nhá. Nhưng mà hai con này rất đẹp đây. Đây quả rất tuyệt vời. Hơi cực chắc nhá, dây giật trắng tinh. Đấy, vú bơm còn chưa rách này. Hầu như cái vú bơm mà chưa rách này thì hầu như là cho xăng vào là nổ luôn nhá. Nhưng hàng này cực kỳ dễ dọn, được chưa? Hàng Komatsu nhá. Đấy. Cái con này như đầu này là vừa giật vừa đà đây. Đầu số 1 nhá. Số 1 là để cho bác giá là 1 triệu nhá. Đấy. Được chưa? Đấy, rất là ok. Bố thì dày keng nhá. Đó. Số 2 nhá. Số 2 là đầu này. Đầu này thì cũng là đầu Komatsu, nó nằm trên máy ba lô. Đấy. Như cái đầu này thì nó sử dụng chế One Brazil ne đỏ này. Đấy. Ne đỏ rất là giá trị nhá. Bộ chế này rất giá trị luôn. Đấy, con này là vừa giặt vừa đè nhá. Đây, củ đè đây. Pin đè thì nó nằm ở vị trí này. Đây. Pin đè đây. Được chưa? Và đây là bình xăng. Đấy, dây răn đây, dây xăng như này nhá. Đấy. Này thì dây của nó rất là mới. Đấy. Đây đây. Nói chung là con này là bạc màu theo thời gian thôi. Cái này là để ngoài trời thì nó nửa đằng này thì ấy, còn nửa trên này nó bị bạc màu. Cái dòng này thì như chế này thì dễ dọn rồi. Rất là ngon nhá. Hơi bao chắc nhá. Đấy, hơi rất chắc luôn. Đấy, được chưa? Số 2 nhá. Số 2 con này cũng 26cc 34 ly nhá. Đấy, 26. Đây là nào đúng 26 không? Đây, có cái tem ở đây này. Con này 26 luôn nhá. 26 luôn. Mặt tiền của em nó đây. Mặt tiền của em này thì lại có sẵn một cái tum luôn. Đấy. Sơn thì hơi chảy một tí nhưng mà được cái là thêm một cái ba lô. Đấy. Được chưa? Đấy, bình xăng bình trước nói chung là đủ nhá. Chế thì chế là đỏ, được chưa? Em số 2 hàng chưa dọn nhá. Số 2 này mà cũng vừa giật vừa đè luôn. Con này để cho bác giá cũng là 1 triệu luôn nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi. Thì đây có con này là số 3 này. Số 3, số 4 là một cặp luôn nhá. Bác nào mà thấy mua luôn một cặp thì lấy luôn. Cái con số 3 thì là con này là đầu GX35 à GX25 nhá. Con này là hàng Thái nhá. Đây này nó vẫn còn một cái tem SD này này. Đấy, con này hàng Thái. Nhìn màu là biết rồi. Đấy con này thì tình trạng của nó là bị dây giật là không có này. Đấy. Chế thì cũng đã thay chế mới rồi. Đấy. Thì hơi thì xoay thì vẫn thấy có hơi. Vẫn thấy có hơi nhá. Đấy. Vẫn thấy có hơi. Đấy, cái này là bán hên xui cho bác nhá. Thì về thì chắc chắn là được bộ rên này, vỏ áo, bình xăng. Nói chung là về có thể là hên xui. Cái này là hên xui. Cái này hàng vừa về em cũng chưa kiểm tra đâu. Vừa giật quay vẫn thấy có hơi nhá. Đầu này thôi số 3 nhá. Số 3 hên xui này. Hàng Thái nhá. Số 3. Này để cho bác giá 500k nhá. Đấy. Hàng Thái. Được chưa? Nhớ rồi. Có đầu số 4 là đầu này nhá. Đầu này là đầu cũng là GX35. À GX25. Con này hàng Thái nhá. Con này hàng Thái, con này thì nổ rồi. Về thì nó nổ rồi. Đây. Hàng Thái nổ rồi. Chế của con này thì chế nguyên bản nhá. Vẫn là chế nguyên bản luôn. Được chưa? Đây, tem SD sao 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 mã số vẫn còn, được chưa? Đấy, con này thì không có khói nhá. Đấy, không có khói luôn. Hơi rất ok nhá. Đấy. 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 Đấy lại về vì tình hạn chế. Yeah.
Đấy, đại loại là con này là hơi cảm tốt, hơi tốt nhá. Hơi thấy rất tốt. Mà ga một lúc đấy có thể ga cho bác rồi, không thì có khói nhá. Đấy. Đấy. Đại loại về các bác chỉnh lại nhá. Số 4 này. Số 4 để cho bác giá 1.1 triệu nhá. Đấy, ok chưa? Với 25 hàng Thái nhá. Đấy, tình trạng máy là như vậy. Thiếu nắp e này. Đấy, cái gì đây? Cái này cái ốc. Rồi, số 5 là con này nhá. Con này là một con máy Mitsubishi TL26 nhá. Đây, TL26 đây. TL26. Đấy, tình trạng là con này thì nó tháo ra từ máy ba lô, nên chính vậy là lên bình xăng mới cho nó. Thế còn chế của nó thì là nguyên bản nhá. Là chế quan bờ dầu 2 kim, được chưa? Đấy. Con này là TL26 nhá. Bơm xăng nữa này. Số 5 là số 6 nhá. Số 6 TL26. Mitsubishi TL26. Để cho bác giá 1 triệu rưỡi nhá. Đấy. Bác thấy giá rẻ chưa? Giá hôm nay là rẻ hơn so với giá mọi lần nhá. Đấy. Rồi. Lại thanh lý nốt cho bác cái đầu T200 nữa này. Giá là gần như là giá này là báo là giá thấp nhất nhá, không thể giảm nữa. Đấy. Những cái bác có thể là tranh thủ mua đi. Đấy. Thì con này là con có một đầu tiếp theo là đầu Mitsubishi T200 nhá. Đầu này là nòng 39 đi, công suất hình như là 40cc. Đấy, con này thì tung to bố lớn nhá. Tung to bố lớn này. Đấy, Mitsubishi T200 nhá, hàng chuẩn chứ không phải là hàng tàu nhá, các bác lưu ý. Hơi thì khỏi chê. Đây, kéo le lên. Số này số 7 nhá. Đầu số 7 để cho bác giá là 1 triệu tư nhá. Đấy. 1 triệu tư. Được chưa? Nổ sẵn ok rồi. Về chỉ việc xài thôi. Mặt nòng khủng nhá. Đấy. Ok. Số 8 này. Số 8 thì đây, số 8 số 9 là hai con bơm nước nhá. Đây thì hôm qua giới thiệu có hai con bơm nước. Thì hôm nay quay lại cho bác. Đồng thời giảm giá luôn, cho nó sập sàn luôn. Đấy. Thì là con này là con bơm nước Taraka nhá. Bơm này là bơm con này bơm nước lòng lớn nhá, 32cc. Lòng con này 36 37 ly nhá. Hàng Taraka nhá. Đấy. Thì con bơm nước này là bơm nước to nhá, con máy to. Nên như là nó bốn ốc dài này. Con này có thể tháo cái đầu ra là chế thành máy phát cỏ được nhá. Đấy vì tum dài, bốn ốc chốt. Đấy. Thì có thể về chế lại côn chạy là phát cỏ được luôn nhá. Đấy, như con này là 32cc nòng 38 37 ly. Đấy. Có thể là quan sát nhá. Thì bơm nước nhá, bơm con này thì khỏe rồi. Như trước bơm 34 ly thì em vẫn hay bán suốt. Đấy. Thì con này thì bơm thì rất là khỏe. Con này thì đây, cực kỳ nhạy nổ này. Hơi hỏi chê nhá. Này thì nó phớt cái sên nó chưa có nước đâm ra là không nên ga to là sợ hỏng phớt nhá. Hỏng phớt thì nó lại giò là không bơm được nước, được chưa? Nên là chỉ tem nổ cho bác. Đấy, nổ nhá. Nổ cực kỳ luôn. Đấy. Thì con này hôm qua bán 1.2 triệu đấy. Thì hôm nay giảm luôn cho bác 200k luôn về giá gốc luôn. Đấy. Cho nó nhanh nhá. Đấy. Xem nào, con này là con số 8 nhá. Số 8 này. Con này để cho bác giá 1 triệu đi. Được chưa?
Rồi. Con số 9 này, con số 9 là con này nhá. Con này chính là con Tanaka. Cũng là Tanaka nhá. Nhưng mà con này công suất lớn hơn này, con này tận 38cc nhá. Nòng của nó thì chắc cũng phải tầm nói chung phải tầm 40 ly đấy. Con to. Đây 4 ốc đây. 4 ốc chốt này. Con này về các bác lấy cái đầu này xong là chế lại bố cồn ấy là thành máy phát cỏ luôn, được chưa? Vì nó là tung giờ nhá. Đấy. Con này to này. Con này 38cc, rất là to. Đấy, nhìn thấy không? Bơm họng của nó to nhá, họng 40 luôn này. Đấy, họng con này 40 đấy. 40 hay 42 gì đấy. 40 hay 42 gì đấy nhá. Đấy. Nói chung chạy ống 42 đấy. To. Con này nhìn to này mà. Hơi thì khỏi chê. Con này hơi khỏi chê luôn. Đây. Quay bác xem. Úi. Đấy. Đấy, cái này chỉ nhích ga lên tí là đã lục. Đây, nhích ga xuống tí nhá. Đấy, nhá. Máy khỏi chê. Con này thì hơi háng thì khỏi chê. Số 9 nhá. Tanaka 38 này. Đây nhỉ, quan sát. 38 này, to chưa? Đấy, mà đầu rời nhá. Có thể chế thằng phát cỏ được đấy. Số 9. Chín này để cho bác giá là như con này để cho bác giá là 1 triệu 1 triệu 1 nhá. Đó nhanh, được chưa? Đấy. Rồi. Thì xem nào. Hết rồi. À đây có hai con khủng khủng này thì thanh lý nốt cho bác này. Em có về mấy con BC 33 này này. Đấy thì bán này gần hết rồi. Còn có con này thì lại ưu ái cho nó được cái cần dài rất dài luôn. Trong mấy cái bộ cần xoay em hay bán đấy thì có duy nhất cái bộ cần này nó dài nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đầu bò thì khỏi chê. Đấy, cần dài, nắp vào con này. Con này thì nó là thằng Komatsu đời mới rồi. Cái loại này là giống máy Thụy Điển đấy. Chế của nó là chế One Vessel 2 kim nhá. Đấy, hơi thì khỏi chê. Con này thì hơi khỏi chê luôn. Đây. Hơi khỏi chê nhá. Máy thì bao êm, bao chất, bao nguyên bản, chưa bung. Nói chung là cho kiểm tra thoải mái, hơi khỏi chê. Đấy. Cần to dài nhá. Cần to dài luôn. Cần to và dài luôn, được chưa? Đấy. Thì con này thì khỏi chê rồi. Con số 10 nhá. Con số 10 này thôi bán nốt cho bác giá là 2 triệu 2 nhá. Nó toàn là máy khủng thôi. Đấy. 22 nhá. Cái hai là tận 33cc nòng 36 ly nhá. To à? Mà cần dài luôn, nhưng phải cần nhỏ nhá. Các bác lưu ý. Rồi. Có con Mitsu TL33 này. Con này thì cứ nghĩ để gọi là trưng bày. Thì nói chung là thôi nhưng cũng đang cần tiền mang ra bán nhá. Thì con này thì nó là con Mitsu TL33 thì nguyên bản. Có bình xăng thay mới. Bình xăng lớn đấy. Cần thì nó thì em lắp cho bộ cần xoay Estin rất đẹp luôn. Tay ga bóp này, cần dài nhá. Đấy, cần dài, cần Estin đấy. Cần này khỏi chê, tung to bù lượng. Đấy, đây là 33 nhá. Thì con này thì kiểm tra hơi rất ok. Máy thì khỏi chê. Em này 11 nhá. 11 này. Bán cho bác con này. Con này để cho bác giá 3 triệu nhá. Đấy, không bớt nữa. Đấy. Nếu không bán được thì thôi, chưa? Đấy. Rồi, ok. Đây, bác nào muốn máy rẻ thì tập trung vào cái lô này nhá. Em có cái lô Tanaka này. Đấy thì bác nào mua tất cả cái lô này thì em để cho 700 con.
bán solo nhá. Còn nếu mua mua lẻ thì mua lẻ thì tùy từng con nhá. Rồi, giá lanh quanh của nó cũng rẻ thôi. Đây có con đầu tiên nhá, con Tanaka. Như con này là Tanaka đen 22cc này, chế của nó là chế quan vừa rồi nguyên bản theo máy luôn nhá. Đấy, con này 22cc nòng 31 ly, 31-32 ly đấy. Nói chung là dùng để cắt cỏ gia đình thì thoải mái. Đấy, cắt những cây vảnh vườn nhỏ, nói chung dòng này dễ dùng lắm, cực kỳ dễ dùng luôn. Đây, đấy, nó dễ nổ lắm, dòng này cực kỳ dễ dùng luôn, dễ xài và đẹp nhá. Rồi, ok, số này số 12 nhá, em 12 này để cho bác giá là 800k đi, 22cc cho nhanh nhá. Con này đẹp hơn này, con này cũng 22cc này, con này đẹp long lanh luôn, bình xăng trắng bốc đấy. Con này cũng chế quan vừa rồi nhá, nguyên bản luôn. Đấy, con này rất đẹp. Đấy. Đây. Đấy. Yo, ok. Số 13 nhá. Em 13 này thôi cứ để cho bác giá là con này đẹp hơn nhá. Con này để cho bác giá là 850. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Thì con tiếp theo, con này là con Tanaka này. Con này 20cc nhá. Đấy, mặt tiền rất là đẹp, vỏ viếc đẹp, chế đỏ này. Đấy, tiết kiệm xăng. Tùm giờ nhá. Thì bác nào mà ví dụ như là bác nào mà thích mấy cái đầu này mà chế máy phát điện đấy thì em bán cái đầu này cho các bác về chế máy phát điện rất là nhiều nhá. Nghĩa là sẽ bán cho bác cái đầu máy này với cả cái tum này để các bác về chế máy phát điện nhá, nhỏ nhỏ dùng ấy. Thì nếu mà cả đầu máy cả tum này thì để cho bác giá là 500k nhá. Đấy, 500k được chưa? Đấy, như con này thì bán đủ bộ cho bác là 750 nhá. 750. Số 14. 750. Đấy, rồi. 15 này. 15 là con này nhá, con này là 22cc này. Đấy, Tanaka màu đỏ nhá. Đấy, mặt tiền đẹp nhá, không sức mẻ về vỡ gì. Chung lô này bác nào lấy cả lô này là vị ngon đấy. Đấy. Đấy, rất ok nhá. Đấy. Rồi, 15 này. 15. Con này để cho bác giá 800k đi. Cho nó nhanh. Đấy, 22cc nhá. Rồi. 15 này. Con này cũng 22cc luôn này. Đấy. Được chưa? Con này tay ga bóp này, lắp cho nó tay ga bóp này. Đấy. Mặt tiền nói chung là vỏ viết không sứt mẻ bể vỡ gì nhá. Khá là ok luôn. Đây. Cho xem. Dòng này thì cực kỳ dễ dùng, 16 nhá. Cái 16 này để cho bác giá là 16 để cho bác giá là 800k luôn nhá. Đấy, đủ bộ luôn đấy. Được chưa? Rồi. 17 nhá. 17 là con này nhá. Có con này lớn này, con này công suất 24 này. Con này 24cc này, nòng 32 ly nhá. Đấy, mặt tiền nói chung là đẹp. Đây. Đẹp không xiết mẻ bể vỡ gì, được chưa? Chế thì cũng chế ne đỏ thôi. Đấy. Đi theo máy bác xem này. Yeah.
Dạ. Dễ nổ thôi. Đấy, rất dễ nổ nhá. Đấy. Rồi. Các bạn. Con 17 nhá. 17 này 24cc nòng 32 ly. Con này để cho bác giá 850 đi. Được chưa? Rồi. Có con 18 nhá. 18 là con này nhá. Con này thì đẹp rồi. Con này 20cc nòng 30 ly. Đẹp, đầu máy này, chung là không sứt mẻ bể vỡ gì, đẹp nhá. Chế chiếc nguyên bản. Đấy. Nổ thì đanh. Đây. Đấy. Cực kỳ ngon nhá. Dễ nổ, dễ dùng. Đấy. Rồi, 18 này. 18 con này để cho bác giá là 750 luôn nhá. Đấy, được chưa? Rồi có con này 24 này, có hai con 24 trong đồ lần này nhá. Đấy mặt tiền đẹp nhá. Đấy, được chưa? Ok, đi cho máy bác xem. Rồi, 19. 19 con này để cho bác là 850 nhá, máy 24 luôn đấy. Rồi, ok. Rồi. Thì đây. Hết cái lô Talaka nhá. Em thấy lô này là ok đấy. Thế bác nào lấy hết cả lô đi. Nhưng để cho giá 700k, được chưa? Đấy, lắp đầy đủ cho tay lái, đầy nước đầy đủ, đầu bò bao đầy đủ hết. Về chỉ việc cho bác nhá. Rồi. Thì tiếp theo con này con 20 nhá. 20 thì đây có con này đanh này. 20 là con Robin này nhá. Robin là B. Con này đẹp này. Con này màu vỏ áo rất đẹp luôn. Đấy, sáng sủa nhá. Đấy là LB232. Con này đẹp. Nổ thịnh đanh. Cực kỳ. Con này 32. Con này là con này là 20 23cc nhá, nòng 32 à, nòng 33 ly luôn. Con này nòng to này. Con này phát cước được ngon đấy. Nòng 33 ly đấy. Hơi khỏi chê. Bơm sang đã này. Kiểu này. Nòng cực đanh luôn. Đấy. Cực kỳ đanh nhá. Con này đẹp đấy, 20 này. Con 20 này để cho bác giá là con này đẹp nhá. Vỏ viếc đẹp. Để cho 900k nhá. Được chưa? Rồi. Có con này đẹp nữa này. Con này nó lại hàng đắt này. Con Mazu Yama, con này này hàng đắt nhá. Các bác lưu ý nó là hàng đắt. Đấy, Mazu này, Mazu trợ lực đời mới nhá. Đấy, rất đẹp luôn, chế quân vừa rồi nguyên bản theo máy. Đằng này thì nó là đời mới này. Nó nổ siêu đanh luôn. Mazu này gọi Mazu bầu nhá. Rất đanh luôn. Đấy. Thì đanh nhá. Lại này. Đấy. Đấy. Rất đanh luôn. 21 nhá. 21. Em này để cho bác giá là 1 triệu đi cho nó nhanh. Cái mặt dù này đắt nhá. Giá này bằng giá thợ thôi. Các bạn lưu ý. Rồi ok. Đây có một con TJ27 này. Có con này công suất khủng này. Là 27cc luôn. Mà dòng Kawasaki TJ nhá. Thì trong các cái dòng Kawasaki thì dòng TJ với dòng TH là dòng cao cấp. Được chưa? Nên giá của nó sẽ cao. Đây như con này là 27cc này. Nó là Agip nhưng mà nó là máy TJ27 nhá. Đây này, ở trong cái hông, tem hông của nó này, có ghi TJ27 đấy. Đấy, con này thì, đấy, cũng khá là liền lạc đẹp nhá. Màu vàng rất là đẹp luôn, có trợ lực kìa. Trợ lực thả nổ chế như vậy nhá.
ok. Con này 22 nhá. 22. Con này để cho bác giá là 1 triệu rưỡi đi. Nó nhanh. Đấy. Rồi. Có con Robin này, Robin NB này, cực kỳ ngon luôn. Đấy, Robin NB 262 nhá, dòng này thì siêu châu bò. Đẹp. Đây. Đấy, bồ biết cái sáng quắc. Thấy không? 26cc nhá, lòng 34 ly. Con này tung nhôm. Tung nhôm rất là to luôn. Dùng bao giờ cho nó cháy tung. Đấy. Cần kiếp thì đương nhiên là nguyên bản rồi. Chế trước nguyên bản luôn này. Đấy. 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 Bỏ chê. Ok. Con này 23 nhá. 23. Con này để cho bác giá là 1 triệu 1 triệu 3 nhá. Đấy, vì con này là nó dòng đắt đấy, không phải dòng rẻ đâu. Đấy. Có để cho 1.250.000 đi. 1.250.000 nhá. Đấy, rồi. Thì có con này là con Mitsu này. Con vàng vàng này, màu trông màu này thôi nhưng mà máy của nó là máy Mitsu TL23 nhá. Con này là 23cc. Đấy, tụp rời luôn này. Đấy. Con này thì khỏi chê. Con này trông này thôi nhưng mà máy thì cực chất, chạy êm ru. Đây, màu thì nó màu vàng này thì thường thường là nó cũng đấy, Gati cực êm nhá, thấy không? Gati siêu thì thầm luôn. Đấy, cực 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 nhá. Đấy, con này siêu ngon. Đấy, thấy không? Đấy, máy cực chất luôn. Đấy. Con này ngon thật. Này siêu ngon luôn. Rồi. 23. 23. Con này để cho bác đủ bộ nhá. À 24 chứ. Con này 24. 24 đủ bộ cho bác giá là 1 triệu 3 nhá, đủ bộ luôn. Mitsu TL23 đấy. Giá này bằng giá thợ thôi. Các bác lưu ý nhá. Giá này bằng đá để cho thợ thôi. Rồi, có một con duy nhất, một con máy ZUB 26 đây. Con này là ZUB trái táo nhá. 26cc 34 ly mà có chế quan bờ dồ ngang ngang luôn nhá. Đấy, chế một họng nhá, chứ không phải chế hai họng. Đấy. Con ZUB này thì ngon tuyệt vời, dùng tuyệt vời nhá. Tay ga này, 26 đây. Đấy. Đầu bò được biết bao nguyên bản. Rồi, đi tiên máy bác xem. Con này dây giật trắng tinh nhá. Đấy. Đấy. Ngon nhá. Đấy, nói chung con này thì nghe tiếng của nó nổ rất sướng nhá. Rồi. Em này số 25 nhá. 25. Em này để cho bác giá là 1 triệu 2 nhá. Rồi. Sập sàn rồi đấy. Rồi. Video đến đây thì em xin kết thúc video tại đây nhá. Các bác mua hàng cứ liên hệ với em theo hai số điện thoại xa xa kìa. Đấy. Rồi ok, cảm ơn các bác xem video nhá.